phơi phủ lục sắc tinh vi, dòng vân đa trong mối đài thi xếp bộ ba cười không đến nhịp đầu. Ngày xưa chồng Phương vốn nổi tiếng là đẹp trai học giỏi, hồi đó để tán được cô phong vất vả trồng cây si suốt 2 năm liền. Họ bên nhau 3 năm thì là mới cưới. Người ấy mỗi lần đi cạnh vợ, Phong đều thấy hãnh diện tự hào vì lấy được cô vợ xinh gái. Nhưng tưởng anh yêu chiều vợ như thế thì chẳng bao giờ có chuyện ngoại tình. Nhưng rồi khi bầu bì sinh con xong, Phương vác lên người một yến mở. Nhìn cô lúc này quả thực là quá ngấy. Cô gái xinh đẹp eo ót ngày xưa biến mất, thay vào đó là một bà mẹ xề xòa, suốt ngày đầu tù tóc rối. Phương khổ tâm về ngoại hình của mình lắm. Mỗi lần xem ảnh hồi xưa cô lại tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được, phụ nữ xinh không ai cũng vậy. Ngày xưa đi đâu còn xịt nước hoa, tóc ý không kềm. Còn giờ thì vội vội vàng vàng đứa con để đến công ty trả nguồn. Phong nhìn thấy vợ như vậy liền bỏ cô. Anh ta suốt ngày trở thay thì xuống cô cô, nhiều hôm kia mới về. Có những khi Phương tuổi thân ôm con khóc, họ cãi vã ngày một nhiều, rồi đỉnh điểm khi phát hiện ra chồng cô có bồ bên ngoài và đòi ly hôn. Phong cũng ok nhanh, khiến cho Phương càng sốc. Cô nhất định giành quyền nuôi con vì con bé còn nhỏ. Sau cú sốc ấy, Phương quyết định thay đổi, chăm chỉ tập luyện và làm đẹp. Hàng ngày cô đi làm, tối về chơi với con, rồi một tuần tranh thủ đi tập vài 3 buổi. Cô cũng may mắn xin được vào làm một công ty nước ngoài, lương tốt nên đời sống 2 mẹ con cũng không khó khăn lắm. Phương càng ngày càng đẹp, điều đó càng cũng công nhận. Chuyện hôn nhân khiến cô đau đớn rất nhiều, tổn thương vẫn còn đó, nhưng cũng gần con, vì con nên phải cố gắng. Mỗi lần Phong đến con đi chơi, cô đều bảo giúp việc đưa con bé xuống sảnh, chứ cô không xuống vì không muốn nhìn thấy mặt chồng cũ. Cũng vì thế mà Phong không hề hay biết Phương xinh đẹp. Facebook cô cũng chặn anh, Zalo cũng vậy. Rồi một hôm, bạn anh ngồi xuống uống bia và bảo với anh rằng: vợ cũ của mày xinh vậy, sao lại bỏ? Trước cũng xinh, xinh xong béo nên tao chán. Giờ vướng phải con bồ này cũng chán võ sư. Bọn tao cãi nhau suốt ngày, đàn bà đúng là những niềm đau, vướng vào chỉ thêm bực. Đâu mày điên à, xem ảnh này quá xinh luôn. Còn con bồ mày thì cãi nhau đúng rồi, cái thứ xiên ăn nhất làm, xem vào hạnh phúc người ta lấy đâu ra tử tế. Mày đừng có nói là cô ấy như vậy. Tao tiếp xúc với cả 2 người rồi, vợ cũ mày hiền lành nhất na, con bé kia đã không ưa, bạn bè phải góp ý thật. Con nhìn ảnh giật mình. Tao cũng 1 năm rồi trên đoàn lời vợ cũ. Sao có thầy như vậy? Như cho nó cô tôi chốc. Thế mà, hôm nọ tao thấy nó trên phố, ngon ghẻ xinh đẹp lắm. Đây, nhưng không muốn đi, đầy thằng tay đẹp thêm 8 tỉnh cậu này đấy. Cậu này còn xưng hơn cả hoa hầu. Vừa đẹp con xinh không để đi thật bồ, loại như mày tan nát nhà cậu đúng rồi. Cả đêm không không nghỉ ngơi, anh lập Facebook mới, toàn xin ảnh vợ cũ, anh hình tiếp nối. Hôm đó Phong vô tình gặp vợ vào nhà hàng trên phố ăn trưa. Anh hớn hở định lại bắt chuyện rồi xin lỗi, nối lại tình xưa. Em khỏe không? Lâu quá không gặp. Phương ngoảnh lại để bất ngờ. Vâng, chào anh. Anh đi ăn trưa à? Ừ, em khác á. Phương à, anh thích anh hệt lắm. Nếu có thể em có thể tha thứ cho anh được không? Nếu hôm nay anh không ngủ, anh nhớ em, nhớ con. Anh đừng tôi à. Anh nói thật đấy. Vậy có bồ của anh đâu, sao tự nhiên đến nói với tôi mấy câu này? Cô ta anh không hợp. Là anh sai, em bỏ qua cho anh nhé. Phương chưa kịp trả lời trước sự của anh trước điều. Khi đến một cầu, cô ấy thì là bạn gái của tôi. Ơ, sao anh ở đây? Em đi cùng cô ấy, không ở đây được đâu. Cô ấy xa cố ra. Nhìn toàn cho anh. Nói rồi Phương rút tay sức sự của con đi vào để anh ta đứng ngoài một ngờ. Anh ta vừa sốc và xấu hổ thì không nghĩ 2 người họ lại quen biết và giờ thành đôi.